Xin chào các kiện tướng, cáo siêu thanh Phoenix đến với các bạn đây. Được biết đến như một sinh vật nhanh nhất thế gian, vì vậy không ai có thể tóm được tôi cả. Và khi tôi đã ra tay thì xác định một điều là chẳng con mồi nào chạy thoát được. Chúng nó thậm chí còn đứng im và cầu nguyện khi biết tôi sẽ đến nữa kìa. Nghiễm nhiên tôi trở thành tên trộm với mức tiền thưởng cao kỷ lục. Trên mạng xã hội ngày nay có rất nhiều ý kiến trái chiều về tôi. Một số thì cay tôi đến cùng cực vì chúng từng là nạn nhân khi tôi viếng thăm, hoặc vì chúng chỉ mãi hít khói khi cố đuổi theo. Bắt tôi à, nằm mơ đi. Số còn lại cực kỳ thích tôi. Dĩ nhiên rồi, tôi cho chúng những gì tôi trộm được. Có lẽ các bạn nghĩ là tôi sẽ cướp của người giàu và chia cho người nghèo. Sời, các bạn sai rồi. Tôi chỉ làm theo những gì mình thích. Đối với tôi, sống chỉ cần vui là được. Để có thể làm được những điều đó, phần lớn là nhờ vào các kỹ năng thượng thừa như sau. Nội tại với vũ khí là chiếc ná thun thần sầu. Nhờ vậy, tầm tấn công của tôi xa hơn đại đa số các xạ thủ khác. Ngoài ra, đạn của ná sau khi trúng đích sẽ lan sát thương ra xung quanh mục tiêu. Kỹ năng thứ nhất của tôi là kíp nổ. Kỹ năng này giúp tôi cộng dồn sát thương vào các đòn đánh lên mục tiêu, khiến chúng bất ngờ nằm xuống mà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Kỹ năng thứ hai cho phép tôi lướt nhanh về phía trước gây sát thương và khiến đối phương di chuyển chậm lại. Vệt điện để lại sẽ gây sát thương liên tục cho ai đi ngang qua. Đây chính là công cụ giúp tôi di chuyển xuyên địa hình, thoát khỏi những tay truy đuổi và giật theo những kẻ bị đặt kíp nổ lên người. Chiêu cuối, lốc siêu thanh, khiến kẻ địch bị chậm lại với mất máu dần dần theo thời gian. Chúng sẽ từ từ hao mòn đến chết và không cách nào thoát ra được. Quên nhắc các bạn một điều là tôi chỉ xuất hiện ở cửa hàng Quân Huy trong 2 tuần thôi, vì năm sau sẽ là một năm tôi rất bận rộn với các chú gà rồi.